sáng ngày 8 tháng 5, đoàn kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia tỉnh Quảng Ninh do ông Ngô Văn Hợi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra trường trung học cơ sở Hưng Đạo, huyện Đông Triều. Năm học 2012-2013, trường trung học cơ sở Hưng Đạo có 100% giáo viên, nhân viên có trình độ đạt chuẩn, trong đó 52,3% có trình độ trên chuẩn. 47,6% số giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở trở lên, trong đó có 2 đồng chí đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh. 100% giáo viên đạt chuẩn từ khá trở lên theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Hàng năm, nhà trường huy động 100% học sinh học hết chương trình tiểu học vào lớp 6. Tỷ lệ chuyên cần hàng năm đạt 99% trở lên, duy trì sĩ số đạt 100%. Đối với các tiêu chuẩn khác như cơ sở vật chất trường lớp, quan hệ giữa nhà trường và gia đình được trường cho cơ sở Hưng Đạo tập trung tăng cường phối hợp, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao. Đối chiếu với các tiêu chuẩn của trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia, đoàn kiểm tra đã kết luận trường trung học cơ sở Hưng Đạo đạt các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia và thống nhất, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận trường trung học cơ sở Hưng Đạo đạt chuẩn quốc gia.